kính chào quý vị đến với bản tin Canada ngày 14 tháng 6 hôm nay. Những tin chính yếu như sau. Tỉnh Alberta tuyên bố 3 triệu đô la tiền trúng xổ số để khuyến khích tiêm vaccine COVID-19. Người dân tỉnh Ontario ăn mừng mở cửa trở lại bằng cách đi ăn nhà hàng và mua sắm. Tỉnh Ontario cũng rút ngắn thời gian tiêm liều thứ hai vaccine AstraZeneca xuống còn 8 tuần. Khi du lịch quốc tế quay trở lại, biên giới và sân bay của Canada sẽ rất khác. Canada tuyên bố tặng 100 triệu liều vaccine COVID-19 cho thế giới và còn nhiều hơn nữa, Thủ tướng Trudeau đã tuyên bố tại hội nghị thượng đỉnh. Các ca COVID-19 từ biến thể Delta đang gia tăng, các nhân viên y tế kêu gọi thận trọng trong kế hoạch mở cửa trở lại. Tỉnh BC gửi 204 nhân viên cứu hỏa và nhân viên đến tỉnh Quebec và Ontario để giúp chữa cháy rừng. Nhân viên cứu thương khu vực Montreal thông báo đình công, nói rằng chăm sóc y tế vẫn sẽ được duy trì. Một cú sốc và đau buồn, cảnh sát lưu ý người dân phải thận trọng trong thực hiện an toàn về nước khi một bé gái 6 tuổi tử vong sau khi chết đuối trong hồ bơi giữa một bữa tiệc lớn ở Oshawa, tỉnh Ontario. Thủ tướng Trudeau và Thủ hiến Saskatchewan thương tiếc cái chết của sĩ quan RCMP bị giết khi thi hành công vụ. Các công ty dược phẩm Canada kêu gọi trì hoãn quy định giá thuốc mới do COVID-19. Các nhà lãnh đạo G7 kêu gọi điều tra kịp thời và minh bạch về nguồn gốc COVID-19. Hoàng Anh xin thân ái kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đến với bản tin Canada hàng ngày của kênh Culture Channel, cập nhật một số tin tức Canada mới nhất cũng như một số tin thế giới nổi bật, thực hiện bởi Culture Magazine, là tờ tạp chí văn hóa đời sống song ngữ Anh Việt duy nhất tại Canada. Sau đây mời các bạn đến với bản tin chi tiết. Tỉnh Ontario đã tuyên bố 3 triệu đô la tiền trúng xổ số để khuyến khích người dân tiêm vaccine COVID-19. Thủ hiến Jason Kenney hôm thứ Bảy đã thông báo khởi động chương trình xổ số vaccine mở cửa cho mùa hè. 3 giải thưởng trị giá 1 triệu đô la sẽ dành cho người dân Alberta từ 18 tuổi trở lên mà đã tiêm ít nhất 1 liều vaccine. Thủ hiến Kenney ghi nhận những người dân Alberta mà đã nhận ít nhất 1 liều vaccine đầu tiên của họ đã giúp tỉnh vượt qua đợt tăng đột biến COVID-19 vào mùa xuân. Nhưng nhu cầu đối với vaccine đã giảm, Thủ hiến Kenney cho biết trong một video đăng trên Twitter được quay tại một phòng khám vaccine trống rỗng ở trung tâm hội chợ triển lãm Edmonton Expo Center. Ông Kenney cho biết sổ số sẽ tự chi trả nếu có thêm nhiều người được chủng ngừa, với lý do là hàng tỷ đô la đã phải chi ra cho việc chăm sóc và hỗ trợ y tế do đại dịch trong 16 tháng qua. Lần rút thăm đầu tiên cho cuộc xổ số sẽ diễn ra vào ngày mà tỉnh Alberta đạt đến giai đoạn 3 của kế hoạch mở cửa trở lại, theo Thủ hiến Kenney cho biết. Vào hôm thứ Năm, tỉnh đã chuyển sang giai đoạn 2 của kế hoạch mở cửa trở lại, tiến gần hơn đến một mùa hè không hạn chế. Giai đoạn 3 thì sẽ bắt đầu sau 2 tuần, sau khi 70% người dân Alberta đủ điều kiện đã tiêm ít nhất 1 liều vaccine. Hiện không rõ chi tiết các quy tắc chính xác của xổ số sẽ như thế nào, nhưng văn phòng thủ hiến cho biết chi tiết về cách đăng ký sẽ được công bố vào thứ Hai. Tỉnh Alberta không phải là cơ quan có thẩm quyền đầu tiên công bố các biện pháp khuyến khích để khiến cư dân phải xắn tay áo để tiêm vaccine. Đầu tuần này, thì tỉnh Manitoba thông báo họ sẽ tổ chức 2 đợt rút thăm vào mùa hè này với giải thưởng 100.000 đô la và 25.000 đô la học bổng dành cho thanh thiếu niên. Trong khi đó, thì tại tỉnh Ontario, người dân đã ăn mừng được mở cửa trở lại bằng cách đi ăn nhà hàng và mua sắm. Các cửa hàng và nhà hàng ở tỉnh Ontario đã chật kín khách vào hôm thứ Sáu khi tỉnh này dỡ bỏ một số hạn chế COVID-19 lần đầu tiên sau nhiều tháng. Các sân vườn đã trống từ năm ngoái lại chật kín thực khách và cuộc trò chuyện sôi nổi diễn ra một lần nữa. Nhiều người xếp hàng chờ đợi mua hàng mà họ phải mua trực tuyến hoặc không mua được trong thời gian qua. Hiện tỉnh Ontario nới lỏng các biện pháp COVID-19, cho phép tối đa 4 người trong cùng một bàn hoặc toàn bộ hộ gia đình dùng bữa cùng nhau ngoài trời. Tỉnh cũng đang cho phép các nhà bán lẻ không thiết yếu hoạt động với công suất 15% và không có giới hạn về những mặt hàng họ có thể bán. Các chủ doanh nghiệp hy vọng đây sẽ là lần cuối cùng họ phải đóng cửa vì các ca COVID-19 ở tỉnh Ontario đã giảm trong nhiều tháng. Tỉnh Ontario cũng đã tuyên bố rút ngắn thời gian tiêm liều vaccine thứ hai AstraZeneca COVID-19 xuống còn 8 tuần. Chính phủ tỉnh Ontario đang cho phép những người đã tiêm liều vaccine AstraZeneca COVID-19 đầu tiên được tiêm liều thứ hai sau 8 tuần thay vì 12 tuần.
những người mà đã tiêm AstraZeneca ở liều đầu tiên có thể có lựa chọn tiêm liều thứ hai với cùng một loại vaccine, hoặc là vaccine mRNA, Pfizer hoặc Moderna. Tỉnh lưu ý sự đồng ý và nhận thức rằng thời gian 12 tuần giữa hai mũi tiêm sẽ cung cấp nhiều bảo vệ hơn, nhưng tỉnh cho phép người dân tự lựa chọn thời điểm tiêm liều thứ hai trong khoảng từ 8 đến 12 tuần. Tỉnh cho biết những người nhận AstraZeneca sẽ đủ điều kiện để đặt mũi tiêm thứ hai bắt đầu vào lúc 8 giờ sáng thứ hai ngày 14 tháng 6. Lưu ý rằng những người muốn tiêm liều thứ hai cũng cùng một loại vaccine phải đến trở lại nơi mà họ đã nhận được mũi tiêm đầu tiên. Còn người dân nào mà có nhu cầu chuyển sang tiêm vaccine Pfizer hoặc Moderna để tiêm mũi thứ hai thì có thể đặt qua cổng đặt hẹn trực tuyến của tỉnh. Quyết định này dựa trên bằng chứng lâm sàng mới nổi về việc sử dụng hai liều vaccine khác nhau do Ủy ban Tư vấn Quốc gia về tiêm chủng là cơ quan NACI hỗ trợ, tỉnh cho biết trong một tuyên bố. Bằng chứng từ nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng việc trộn vaccine COVID-19, tức là tiêm vaccine mRNA sau khi tiêm vaccine AstraZeneca, vào các khoảng thời gian từ 8 đến 12 tuần là an toàn và chứng tỏ phản ứng miễn dịch có lợi. Tuy nhiên, tỉnh cũng lưu ý rằng một số bằng chứng cho thấy việc chờ đợi một khoảng thời gian dài hơn giữa các liều AstraZeneca mang lại hiệu quả bảo vệ cao hơn. Thưa quý vị, khi du lịch quốc tế quay trở lại, biên giới và sân bay của Canada sẽ rất khác. Giống như vụ tấn công 11 tháng 9 đã xảy ra 20 năm trước, đại dịch COVID-19 sẽ thay đổi cách mọi người đi du lịch quốc tế. Hàng trăm triệu đô la chi tiêu của chính phủ mới được lên kế hoạch để hiện đại hóa an ninh biên giới và cập nhật các biện pháp y tế công cộng tại sân bay. Trong ngân sách liên bang gần đây, thì chính phủ liên bang đã công bố 82,5 triệu đô la để tài trợ cho cơ sở hạ tầng xét nghiệm COVID-19 tại các sân bay Canada và 6,7 triệu đô la để mua thiết bị khử trùng cho cơ quan an ninh vận tải hàng không Canada. Ottawa cũng đã dành 656,1 triệu trong 5 năm để hiện đại hóa an ninh biên giới Canada. Ông Daniel Gooch là chủ tịch hội đồng các sân bay Canada cho biết các trung tâm bay của đất nước vẫn chưa có ý tưởng rõ ràng về những gì được mong đợi ở họ. Theo ông thì 4 sân bay Canada vẫn mở cửa, đang hoạt động ở mức khoảng 5% so với mức trước COVID-19. Nhưng với các biện pháp y tế công cộng hiện tại thì sân bay đã hoạt động hết công suất. Ông Gooch nói rằng, mặc dù tài trợ cho cơ sở hạ tầng xét nghiệm tại các sân bay được hoan nghênh, việc xét nghiệm không thể tiếp tục diễn ra ở các sân bay khi mức độ du lịch hàng không như trước COVID trở lại. Cung cấp cho hành khách các xét nghiệm tại nhà hoặc hướng dẫn khách đến các trung tâm xét nghiệm gần sân bay sẽ giải phóng không gian trong nhà ga và cho phép nhiều hành khách được xử lý hơn. Trọng tâm của việc chuyển sang du lịch cảm ứng là một thử nghiệm mà chính phủ liên bang đang thực hiện với Diễn đàn Kinh tế Thế giới và Hà Lan. Đây là dự án nhận dạng kỹ thuật số cho khách du lịch được biết đến, hay còn gọi tắt là KTDI. Dự án được coi là một cách để hiện đại hóa việc di chuyển bằng đường hàng không bằng cách đưa hành khách qua các sân bay nhanh hơn. Theo nghiên cứu của các bên liên quan, cần phải có một hệ thống cảm ứng mới vì số lượng khách hàng không quốc tế dự kiến sẽ tăng 50% từ năm 2016 đến năm 2030. Với việc du lịch quốc tế gần như bế tắc hiện nay, công nghệ này được coi là một cách để tạo điều kiện thuận lợi cho lưu thông hàng không quay trở lại mức trước COVID-19. Trong khi đó, thì người phát ngôn của cơ quan biên giới CBSA nói rằng khoản đầu tư liên bang 656,1 triệu đô la vào hiện đại hóa an ninh biên giới trong 5 năm sẽ tài trợ cho các công cụ tự phục vụ kỹ thuật số để giảm bớt điểm tiếp xúc và tạo ra nhiều tương tác tự động hơn. Tại các sân bay của Canada, thông tin về các biện pháp đó sẽ được công bố rộng rãi trong những tuần tới. Canada đã tuyên bố tặng 100 triệu vaccine COVID-19 cho thế giới và nhiều hơn thế nữa. Thủ tướng Trudeau đã tuyên bố tại hội nghị thượng đỉnh. Thủ tướng Justin Trudeau cho biết Canada sẽ chia sẻ 100 triệu vaccine COVID-19 với thế giới. Phát biểu tại cuộc họp báo khi kết thúc hội nghị thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo nhóm G7 ở Anh vào Chủ nhật, Thủ tướng Trudeau cho biết Canada sẽ cung cấp tài trợ cho chương trình Access to COVID-19 Tools, tiếp cận công cụ COVID-19 Accelerator, để giúp cung cấp 87 triệu liều vaccine cho các nước đang phát triển. Ngoài ra, thì Canada cũng đang tài trợ 13 triệu liều do Canada mua cho các quốc gia khác thông qua sáng kiến chia sẻ vaccine toàn cầu là COVAX.
Trong số những mũi tiêm đó, có 1,3 triệu liều sẽ là vaccine Johnson & Johnson, 4,1 triệu liều là vaccine Oxford-AstraZeneca sản xuất. Tất cả sẽ được mua thông qua COVAX. Ngoài ra thì 7,3 triệu liều còn lại sẽ là vaccine Novavax. Thủ tướng cho biết các cam kết chung của các nhà lãnh đạo G7 sẽ dẫn đến việc chia sẻ hơn 2 tỷ liều thuốc với phần còn lại của thế giới. Đến nay thì Thủ tướng Trudeau cho biết Canada đã chi 2,5 tỷ đô la để giúp giải quyết cuộc khủng hoảng này trên toàn cầu. Thủ tướng Trudeau cũng cho biết Canada sẽ còn nhiều điều để nói trong những tuần tới khi quy trình mua sắm vaccine của chúng tôi xác định nhiều vaccine hơn nữa có thể được chia sẻ với thế giới. Ông nói, chúng tôi là một trong 4 quốc gia duy nhất mà đã trả phần, đã cam kết công bằng của mình cho chương trình ACT Accelerator để hỗ trợ tiếp cận toàn cầu đối với vaccine, xét nghiệm và phương pháp điều trị. Thủ tướng Trudeau cho biết, để thực sự đánh bại COVID-19 ở bất kỳ đâu, chúng ta phải đánh bại nó ở mọi nơi. Trong khi đó, thì Thủ tướng Anh Boris Johnson cũng đã tuyên bố Vương quốc Anh sẽ chia sẻ 100 triệu liều vaccine COVID-19, còn Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden thì tuyên bố Hoa Kỳ sẽ tài trợ 500 triệu liều vaccine. Chúng tôi sẽ giúp đưa thế giới thoát khỏi đại dịch này bằng cách làm việc cùng nhau với các đối tác toàn cầu của chúng tôi, Tổng thống Biden nói trước hội nghị thượng đỉnh. Pháp, Nhật Bản, Đức và Ý cũng đã hứa chia sẻ hàng triệu liều cho COVAX, một sáng kiến chia sẻ vaccine quốc tế. Thủ tướng Trudeau cho biết cam kết toàn cầu về vaccine là bổ sung và song song với việc triển khai vaccine của chúng ta tại nhà. Chúng ta đang có hàng triệu liều thuốc được chuyển đến trong nước mỗi tuần và mỗi ngày càng có nhiều người tiêm mũi thứ nhất và mũi thứ hai. Phát biểu tại cuộc họp báo hôm thứ Bảy, người đứng đầu Tổ chức Y tế Thế giới hoan nghênh các thông báo chia sẻ vaccine từ nhóm G7, nhưng cho biết chúng ta cần nhiều hơn và chúng ta cần chúng nhanh hơn. Thách thức là để thực sự chấm dứt đại dịch này, mục tiêu của chúng ta là phải tiêm chủng cho ít nhất 70% dân số thế giới vào thời điểm mà nhóm 7 sẽ gặp lại ở Đức vào năm tới. Theo Tổng Giám đốc WHO là ông Tedros Ghebreyesus nói với các phóng viên, tức là cần có 11 tỷ liều vaccine cho mục tiêu này. Các ca COVID-19 từ biến thể Delta đang gia tăng. Các nhân viên y tế kêu gọi thận trọng trong kế hoạch mở cửa trở lại. Lễ hội Calgary Stampede sẽ khai mạc vào ngày 9 tháng 7 với một số thay đổi do đại dịch COVID-19. Cuộc diễu hành sẽ không diễn ra ở trung tâm thành phố trong năm nay và sự kiện sẽ tuân theo tất cả các hướng dẫn về sức khỏe cộng đồng. Các tỉnh khác cũng đang thận trọng mở cửa trở lại, cho phép ăn uống ngoài trời, một số hoạt động mua sắm và các cuộc tụ họp. Nhưng các chuyên gia tự hỏi liệu biến thể Delta có khả năng lây truyền nhiều hơn, có thể gây khó khăn cho kế hoạch đó hay không vì các ca bệnh dường như đang tăng lên trên khắp Canada. Bằng chứng từ ảnh cho thấy biến thể Delta lây lan dễ hơn nhiều so với các biến thể khác đã xuất hiện ở Canada cho đến nay. Biến thể này hiện đại diện cho khoảng 91% các ca bệnh mới ở Vương quốc Anh. Các tỉnh Alberta, BC, Manitoba, Saskatchewan và Ontario xác nhận rằng họ đang xét nghiệm các ca bệnh để tìm biến thể Delta. Đã có 501 ca do biến thể Delta ở tỉnh BC kể từ ngày 3 tháng 6. Ở tỉnh Alberta thì có 208 ca tính đến ngày 8 tháng 6. Trong khi đó, Ontario dự đoán rằng biến thể Delta sẽ sớm là biến thể chính của tỉnh. Tỉnh Ontario cũng thông báo vào thứ Năm rằng họ sẽ đẩy nhanh các cuộc hẹn tiêm vaccine liều thứ hai cho các khu vực điểm nóng có biến thể Delta để bảo vệ các nhóm có nguy cơ nhiễm bệnh cao nhất. Trong tuần này, bác sĩ hàng đầu của Alberta đã xác nhận 10 người có liên quan đến đợt bùng phát do biến thể COVID-19 Delta gây ra tại trung tâm y tế Foothill. Những người này đã được chủng ngừa đầy đủ trước khi xét nghiệm dương tính. Bệnh viện vẫn mở cửa và có đủ năng lực để điều trị cho tất cả bệnh nhân, mặc dù Alberta Health Service cho biết hai đơn vị y tế bị ảnh hưởng bởi đợt bùng phát không tiếp nhận bệnh nhân. Việc chuyển bệnh nhân đến các viện dưỡng lão từ hai đơn vị có biến thể Delta cũng đang bị tạm dừng. Khi sự bùng phát của các biến thể coronavirus gây lo ngại bùng phát trên khắp đất nước, Giám đốc Y tế Công cộng của Canada một lần nữa chào mời vaccine COVID-19 như một vũ khí chính để chống lại chúng. Trong khi đó, Canada đang chuẩn bị nhận thêm hàng triệu liều vaccine trong tuần tới và các tỉnh riêng lẻ đang thực hiện các bước để tăng cường hoạt động tiêm chủng của họ. Canada đã báo cáo thêm 1.122 ca nhiễm mới và 17 ca tử vong,
nâng tổng số ca COVID-19 của Canada lên mức 1.402.128 ca. Trong số đó, khoảng 97% đã hồi phục. Hiện có 16.917 ca đang còn bệnh, số ca tử vong là 25.931. Theo cơ quan theo dõi vaccine Canada, đến chiều Chủ nhật, có thêm hơn 400.000 mũi vaccine đã được tiêm vào thứ Bảy. Hiện trên 29 triệu liều vaccine COVID-19 đã được tiêm ở Canada. Điều đó có nghĩa là 64,27% dân số Canada đã được tiêm ít nhất một liều, trong khi trên 12% dân số đã được tiêm chủng đầy đủ. Biến thể Delta chiếm phần lớn các ca nhiễm mới ở tỉnh Alberta, nơi ghi nhận 165 ca nhiễm mới và thêm một ca tử vong vào Chủ nhật hôm nay, và được cho là nguyên nhân gây ra đợt bùng phát tại một bệnh viện ở Calgary. Tỉnh Alberta hiện có 3.180 ca còn bệnh. Tỉnh BC thì còn 1.880 ca bệnh. Tỉnh Saskatchewan còn 809 ca bệnh. Tỉnh Manitoba còn 3.305 ca bệnh. Tỉnh Ontario thì báo cáo thêm 530 ca bệnh và 7 ca tử vong vào Chủ nhật. Số ca bệnh hàng ngày trung bình trong 7 ngày qua đã giảm xuống con số 514 người, là con số thấp nhất trong 8 tháng qua. Tỉnh bang đã đánh dấu ngày cuối tuần đầu tiên mở cửa lại bước 1 và thông báo rằng các bài thi kiểm tra lái xe trong xe sẽ được tiếp tục vào thứ Hai ngày 14 tháng 6 sau khi tạm dừng hơn 2 tháng. Tỉnh hiện còn 5.601 ca bệnh. Tỉnh Quebec thì báo cáo thêm 151 ca bệnh mới và 2 ca tử vong. Tỉnh hiện còn 1.836 ca bệnh. Tại vùng Đại Tây Dương Canada, New Brunswick còn 98 ca bệnh, Nova Scotia còn 42 ca, tỉnh PEI còn 4 ca bệnh và Newfoundland còn 39 ca bệnh. Tỉnh Quebec công bố kế hoạch hành động trị giá 300 triệu đô la cho thanh thiếu niên, bao gồm tài trợ cho các sáng kiến môi trường, đào tạo việc làm và bảo vệ tiếng Pháp. Thủ hiến François Legault cho biết, 130 biện pháp của kế hoạch này bao gồm hỗ trợ các doanh nhân, đào tạo việc làm và sức khỏe tâm thần, cũng như phần quyền công dân bao gồm kế hoạch chống lại bạo lực mạng. Ông nói trong một cuộc họp báo hôm nay rằng, chính phủ cũng đã quyết định thêm một phần về môi trường, vốn là ưu tiên hàng đầu của giới trẻ, cũng như khía cạnh văn hóa bao gồm các chiến dịch thúc đẩy việc sử dụng tiếng Pháp ở những người trẻ tuổi. Thủ hiến Legault cho biết nhiều yếu tố của kế hoạch nhằm giúp thanh thiếu niên thích ứng với thị trường việc làm đang thay đổi ngày càng phụ thuộc vào công nghệ và đổi mới. Về mặt môi trường thì ông nói rằng các trường học sẽ hợp tác với cơ quan công viên của tỉnh để đưa học sinh ra ngoài thiên nhiên và sẽ có thể đề xuất các dự án môi trường của riêng họ như vườn hoặc mái nhà xanh. Kế hoạch này nhằm vào thanh niên trong độ tuổi từ 15 đến 29 mà thủ hiến Legault mô tả là một trong những nhóm nhân khẩu học bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi đại dịch. Nhưng ông thừa nhận rằng nhiều người đang gặp khó khăn trong việc tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần và không có giải pháp nhanh chóng cho vấn đề này. Hiện tại chúng tôi thiếu nguồn lực, thủ hiến Legault nói trong cuộc họp báo ở Montreal. Kế hoạch được phát triển với sự tham vấn của thanh thiếu niên, của tỉnh và khoảng 500.000 thanh thiếu niên sẽ được giúp đỡ bằng các biện pháp mà chương trình này đề xuất. Tỉnh BC gửi 204 nhân viên cứu hỏa và nhân viên của tỉnh BC được triển khai để giúp chữa cháy rừng ở tỉnh Quebec và Ontario. Việc cử nhân viên cứu hỏa đến các tỉnh hoặc quốc gia khác là một phương thức hỗ trợ lẫn nhau phổ biến khi kiểm soát các đám cháy rừng. Tin tức được đưa ra trong một tuyên bố từ Bộ Rừng, Đất đai, Hoạt động Tài nguyên và Phát triển Nông thôn, tỉnh BC, nơi được biết đến với các trận cháy rừng mùa hè thường khó kiểm soát và tàn phá, sẽ có thể gọi lính cứu hỏa trở lại nếu họ cần trên sân nhà của họ. BC Wildfire Service đã cử 180 lính cứu hỏa đến tỉnh Quebec vào thứ Sáu và thứ Bảy, cùng với 3 nhân viên hỗ trợ. Trong khi đó, thì dịch vụ này cũng gửi 20 lính cứu hỏa và một người hỗ trợ đến tỉnh Ontario vào Chủ nhật. Động thái này diễn ra trong bối cảnh đại dịch COVID-19 vẫn tiếp diễn, đặt ra những thách thức tiềm tàng trong việc kiểm soát lây nhiễm nếu bất kỳ nhân viên cứu hỏa nào bị nhiễm virus. Nhưng Bộ trưởng Catherine Conray cho biết, các biện pháp phòng ngừa COVID-19 sẽ được thực hiện để bảo vệ sức khỏe mọi người tham gia. Lính cứu hỏa sẽ ở trong bong bóng của riêng họ và tiến hành các hoạt động riêng biệt với lính cứu hỏa của Quebec và Ontario. Người hâm mộ bóng đá tụ tập khi Euro Cup mang lại sự ủng hộ cần thiết cho các nhà hàng ở thành phố Calgary.
giải vô địch bóng đá châu Âu UEFA không thể đến vào thời điểm tốt hơn cho các chủ nhà hàng và quán bar ở Calgary vốn đang cần doanh thu tăng đột biến. Giải đấu là một tin vui cho giám đốc điều hành của trung tâm văn hóa, ông Rafaela Grossi. Trận đấu chiều thứ Sáu giữa Ý và Thổ Nhĩ Kỳ đã cho phép 50 người Calgary thưởng thức bữa trưa và xem trận đấu trong nhà. Hoạt động kinh doanh của chúng tôi đã giảm khoảng 98%. Tất cả các đám cưới, sự kiện công ty và sự kiện văn hóa và nhà hàng của chúng tôi đã đóng cửa trong 16 tháng qua, theo ông Grossi cho biết. Việc mở cửa không chỉ tốt cho công việc kinh doanh mà còn cho tinh thần của các thành viên và không chỉ cộng đồng người Ý mà là toàn bộ cộng đồng Calgary. Buổi tụ tập xã hội đặc biệt có ý nghĩa đối với những người hâm mộ bóng đá như Renato Angelozzi, người đã cổ vũ cho Ý kể từ khi đội vô địch World Cup 1982. Trong khi đó, thì những người hâm mộ khác như Krista Harvey hạnh phúc vì cuối cùng đã có thể tụ tập với những người thân yêu tại các quán bar và nhà hàng. Giải bóng đá Euro 2020 diễn ra từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 11 tháng 7. Một số quán bar như Ship and Anchor và Jameson Pub trên 17 Avenue sắp mở cửa sớm lúc 6 giờ sáng để người hâm mộ có thể trực tiếp xem các trận đấu. Tại thành phố Montreal, tỉnh Quebec, nhân viên cứu thương khu vực Montreal thông báo đình công, nói rằng chăm sóc y tế sẽ vẫn được duy trì. Công đoàn đại diện cho các nhân viên y tế cứu thương ở các khu vực Montreal và Laval cho biết khoảng hơn 1.000 thành viên của họ sẽ đình công vào nửa đêm. Người phát ngôn của Liên minh Yves-Marie Lancas cho biết cuộc đình công chủ yếu liên quan đến các công việc hành chính, chẳng hạn như thanh toán và các dịch vụ y tế cung cấp cho công chúng sẽ không bị ảnh hưởng. Bà Lancas nói rằng các cuộc đàm phán đã bị đình trệ một phần vì Hội đồng Ngân khố của tỉnh đã không giao cho chủ lao động là Urgent Santé một nhiệm vụ đàm phán tăng lương. Cô ấy nói rằng, ngoài việc tăng lương, các nhân viên y tế đang kêu gọi mức lương cơ bản tốt hơn và hỗ trợ sức khỏe tâm thần. Thủ hiến Quebec François Legault hôm nay cho biết, sẽ thật không may nếu một cuộc đình công ảnh hưởng đến sức khỏe của bất kỳ ai. Ông cho biết các thành viên trong chính phủ sẽ đẩy nhanh các cuộc thảo luận của họ với Urgent Santé để giúp các bên đạt được thỏa thuận càng sớm càng tốt. Một cú sốc và đau buồn khi một bé gái 6 tuổi đã tử vong sau khi chết đuối trong hồ bơi giữa một bữa tiệc lớn ở Oshawa, tỉnh Ontario. Cảnh sát đã lưu ý nhắc nhở tất cả mọi người phải hết sức thận trọng thực hiện an toàn với nước trong những tháng mùa hè. Khi một bé gái 6 tuổi đã chết sau khi bị đuối trong hồ bơi ở sân sau tại một ngôi nhà ở Oshawa trong lúc một bữa tiệc đang diễn ra vào tối thứ Bảy. Cảnh sát khu vực Durham nói rằng họ được gọi đến một ngôi nhà ở khu vực đường Birchville và Ormond lúc 7 giờ tối khi nhận các báo cáo về một cuộc tụ họp lớn đang diễn ra. Sau khi cảnh sát đến nơi thì họ được thông báo rằng một bé gái 6 tuổi đã mất tích. Cảnh sát bắt đầu lục soát khu nhà và tìm thấy bé gái trong hồ bơi. Cảnh sát cho biết hôm Chủ nhật, một sĩ quan lặn xuống hồ bơi và đưa bé gái lên mặt nước và các sĩ quan đã thực hiện hô hấp nhân tạo cho đến khi nhân viên y tế đến. Sau đó thì bé được đưa đến bệnh viện địa phương nơi bé được thông báo là đã chết. Một cuộc điều tra về các tình huống xung quanh cái chết của bé gái đang được tiến hành. Một người đàn ông sống gần đó nói với CP24 rằng một người phụ nữ đã đi từng cửa nhà trước khi đội cấp cứu đến, nói rằng một đứa trẻ nhỏ bị mất tích và yêu cầu họ kiểm tra nhà của họ xem có bất kỳ dấu hiệu nào của bé gái hay không. Cảnh sát đến một thời gian ngắn sau đó cùng với máy bay trực thăng. Chủ ngôi nhà nơi xảy ra vụ chết đuối thì nói rằng cô đang tổ chức tiệc sinh nhật lần thứ 5 cho con gái của mình. Thật kinh hoàng, cô nói. Một điều tốt lại trở nên sai lầm khủng khiếp và chúng tôi phải sống với trải nghiệm đau buồn này. Khi những người tham dự nhận ra cô bé 6 tuổi bị mất tích, họ không nhìn thấy bé trong hồ bơi và thay vào đó thì họ nghĩ rằng cô bé đã mất tích ở đâu đó trong khu phố. Điều đầu tiên tôi nói là các bạn đã kiểm tra hồ bơi chưa? Họ nói vâng, chắc chắn cô bé không ở trong hồ bơi, chủ sở hữu đã kể lại. Mọi người trong khu vực này đều tìm kiếm cô bé mà không biết bé gái nhỏ đã ở trong hồ bơi từ lúc nào. Cảnh sát đã không xác định được vị trí của bé gái trong hồ bơi cho đến hơn một giờ sau khi lần đầu tiên bé được cho là mất tích. Sở cảnh sát khu vực Durham tiếp tục hỗ trợ gia đình trong thảm kịch kinh hoàng này và khuyến khích tất cả các gia đình phải lưu ý thật cẩn thận, thực hiện an toàn về nước trong những tháng mùa hè. Bất cứ ai có thông tin được yêu cầu gọi cảnh sát theo số 1888-579-1520, extension 1614.
Thủ tướng và Thủ hiến Saskatchewan thương tiếc cái chết của sĩ quan RCMP bị giết khi thi hành công vụ. Các quan chức và thành viên cộng đồng từ tỉnh Saskatchewan và khắp Canada đang chia sẻ những thông điệp thương tiếc sau khi một sĩ quan RCMP thiệt mạng khi làm nhiệm vụ vào hôm thứ Bảy. Tin rất buồn từ Saskatchewan tối nay, Thủ tướng Justin Trudeau đã viết trên Twitter: "Gửi lời chia buồn sâu sắc nhất của tôi tới gia đình và những người thân yêu của sĩ quan RCMP Shelby Barton. Hãy biết rằng tôi đang nghĩ về bạn." Constable Barton, 26 tuổi, đang theo dõi hai nghi phạm, được cho là đang lái chiếc xe tải bị đánh cắp ở thị trấn Wolseley, tỉnh Saskatchewan, vào khoảng 8 giờ sáng theo giờ địa phương hôm thứ Bảy. Anh yêu cầu xe dừng lại và đã bị chiếc xe tải này tông vào khi đứng ở ngoài xe cảnh sát của mình và tử vong sau đó tại hiện trường. Hai nghi phạm, một người đàn ông và một phụ nữ, đã bị bắt vào khoảng 10 giờ sáng thứ Bảy liên quan đến vụ việc. Cảnh sát cho biết các nghi phạm vẫn bị giam giữ. Thật vô cùng đau buồn khi Saskatchewan thương tiếc sự mất mát của RCMP Constable Shelby Barton, người đã thiệt mạng trong khi thực hiện nhiệm vụ sáng nay, Thủ hiến Saskatchewan ông Scott Moore viết trên Twitter. Sự đau buồn của chúng tôi và lòng biết ơn to lớn của chúng tôi đối với Constable Patton vì sự phục vụ của anh ấy và đối với mọi sĩ quan cảnh sát đã phục vụ và bảo vệ chúng tôi mỗi ngày. Ở Indian Head, tỉnh Saskatchewan, nơi Patton là thành viên từ năm 2015, một khu tưởng niệm ngày càng chất nhiều hoa có thể được nhìn thấy bên ngoài biệt đội RCMP. Thị trưởng của Wolseley đã mô tả một trạng thái sốc trong cộng đồng vào tối thứ Bảy sau khi vụ việc xảy ra. Cảnh sát hoàng gia nói rằng hiện diện của cảnh sát dự kiến sẽ tăng lên ở các khu vực xung quanh Wolseley và Francis khi cuộc điều tra tiếp tục. Những lá cờ của các đội xung quanh tỉnh sẽ được hạ ở nửa cột cho đến lễ tang của anh. Nhiều người trong cộng đồng thực thi pháp luật trên toàn quốc đã chia sẻ lời chia buồn trực tuyến. Cộng đồng Hồi giáo cũng đã tụ họp để chữa lành nỗi đau trong tang lễ cho gia đình bị sát hại ở thành phố London, tỉnh Ontario. Đám tang được tiến hành vào chiều thứ Bảy cho 4 thành viên của một gia đình Hồi giáo bị sát hại trong một cuộc tấn công có động cơ thù hận ở thành phố London, tỉnh Ontario. Madiha Salman, 44 tuổi, chồng là Salman Afzal, 46 tuổi, cùng con gái 15 tuổi và mẹ của Salman là 74 tuổi đã chết sau khi họ bị một chiếc xe bán tải pickup truck tông vào ngày 6 tháng 6 khi đang đi dạo buổi tối. Người sống sót duy nhất là bé Fayyaz, 9 tuổi. Các thành viên khác trong gia đình đã đến London từ những nơi xa xôi như Pakistan và Australia để hỗ trợ cho em. Cảnh sát cho biết cuộc tấn công đã được tính toán trước và tin rằng gia đình bị nhắm mục tiêu vì đức tin của họ. Thủ phạm là một thanh niên 20 tuổi phải đối mặt với 4 tội danh giết người cấp độ 1 và 1 tội danh cố ý giết người. Lễ tang cho 4 thành viên trong gia đình bắt đầu vào khoảng 1 giờ 30 chiều thứ Bảy tại trung tâm Hồi giáo của miền Tây Nam, tỉnh Ontario. Công chúng tham gia buổi lễ ngoài trời kéo dài khoảng 1 giờ. Mọi người phải duy trì khoảng cách an toàn và đeo khẩu trang. Sau đó là một lễ chôn cất riêng. Các công ty dược phẩm Canada kêu gọi trì hoãn quy định giá thuốc mới do COVID-19. Tháng trước thì gần 30 công ty dược phẩm của Canada đã trực tiếp kêu gọi Thủ tướng Justin Trudeau trì hoãn các quy định về giá thuốc mới lần thứ 3. Các công ty bao gồm tất cả 4 nhà sản xuất vaccine COVID-19 đang được sử dụng ở Canada muốn có thêm thời gian và ít bị đại dịch phân tâm hơn để chứng minh quan điểm với đảng tự do rằng các quy định giá thuốc mới sẽ gây hại hơn là có lợi. Pfizer là một trong những công ty dược phẩm ký lá thư cho Thủ tướng Trudeau ngày 15 tháng 5 yêu cầu các quy định mới sẽ không có hiệu lực vào ngày 1 tháng 7 theo kế hoạch. Các quy định mới sẽ giúp ban đánh giá giá thuốc được cấp bằng sáng chế, bảo đảm rằng thuốc vẫn được bảo hộ bằng sáng chế, không trở nên đắt đỏ vì các công ty sản xuất không có đối thủ cạnh tranh. Các quy định xem xét quốc gia nào được sử dụng cho mục đích so sánh, đưa ra các yếu tố kinh tế mới để giúp xác định xem giá có vượt quá mức hay không và cho phép ban đánh giá giá thuốc tiếp cận với các khoản chiết khấu theo giá thương lượng mà các công ty dược đưa ra với chính quyền các tỉnh. Những thay đổi này ước tính có thể làm giá thuốc giảm 13 tỷ đô la trong 10 năm tới, đúng theo lời hứa của đảng tự do là làm cho thuốc có giá cả phải chăng hơn cho người dân ở Canada.
Chi phí thuốc men của người Canada là cao nhất trong các nước thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD, giá trung bình bằng khoảng 1/3 so với Hoa Kỳ, ngang bằng ở Đức, cao hơn một chút so với Nhật Bản và Ý và cao hơn từ 20 đến 30% so với Anh và Pháp. Tại hội nghị thượng đỉnh, các nhà lãnh đạo nhóm 7 đã kêu gọi điều tra kịp thời và minh bạch về nguồn gốc COVID-19. Các nhà lãnh đạo G7 đã tán thành lời kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra sâu rộng hơn, kịp thời, minh bạch do chuyên gia lãnh đạo và dựa trên cơ sở khoa học về nguồn gốc của COVID-19. Trong một tuyên bố chung được công bố hôm Chủ nhật, các nhà lãnh đạo của 7 trong số các quốc gia giàu nhất đã kêu gọi tăng cường tính minh bạch và trách nhiệm giải trình, bao gồm cả việc nhắc lại cam kết của chúng tôi đối với việc thực hiện đầy đủ và cải thiện việc tuân thủ quy định y tế quốc tế năm 2005. Điều này bao gồm điều tra, báo cáo và ứng phó với các đợt bùng phát không rõ nguồn gốc. Chúng tôi cũng kêu gọi một nghiên cứu về nguồn gốc COVID-19 giai đoạn 2 do WHO triệu tập kịp thời, minh bạch do chuyên gia lãnh đạo và dựa trên cơ sở khoa học, bao gồm theo khuyến nghị của các báo cáo của các chuyên gia ở Trung Quốc. Tuyên bố này cho biết, Thủ tướng Anh Boris Johnson cũng nói rằng anh muốn điều tra thêm về nguồn gốc của đại dịch coronavirus, nhưng hiện tại nước này không tin rằng nó đến từ một phòng thí nghiệm. Phát biểu khi kết thúc hội nghị thượng đỉnh nhóm 7 tại Tây Nam nước Anh, ông Johnson nói rằng mặc dù có vẻ như căn bệnh đặc biệt này không đến từ một phòng thí nghiệm, nhưng thế giới cần giữ một tâm trí cởi mở. Mặc dù quan điểm virus đến từ một phòng thí nghiệm đã từng bị hầu hết các chuyên gia y tế cộng đồng và quan chức chính phủ bác bỏ, nhưng giả thuyết COVID-19 vô tình bị rò rỉ từ một phòng thí nghiệm của Trung Quốc hiện đang nằm trong một cuộc điều tra mới của Hoa Kỳ do Tổng thống Joe Biden ra lệnh. Nhiều nhà khoa học trong đó có tiến sĩ Anthony Fauci nói rằng họ vẫn tin rằng rất có thể virus này đã xuất hiện trong tự nhiên và nhảy từ động vật sang người. Các nhà nghiên cứu virus đã không công khai xác định bất kỳ bằng chứng khoa học mới quan trọng nào có thể làm cho giả thuyết rò rỉ phòng thí nghiệm có nhiều khả năng hơn. Hoa Kỳ và Trung Quốc cũng đã thảo luận về việc giam giữ hai ông Michael, công dân của Canada. Theo Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, vụ việc hai người dân Canada là ông Michael Spavor và Michael Kovic bị Trung Quốc bắt giữ tùy tiện đã được nêu ra trong cuộc gọi giữa Ngoại trưởng Hoa Kỳ và một quan chức hàng đầu của Trung Quốc vào thứ Sáu. Cả ông Spavor và Kovic đều đã bị bắt giữ kể từ tháng 12 năm 2018 sau khi RCMP bắt giữ giám đốc điều hành Huawei bà Mạnh Vãn Châu vào đầu tháng đó. Vấn đề này đã được đưa ra trong một cuộc gọi giữa Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken và Giám đốc Ủy ban Đối ngoại Trung Quốc Dương Khiết Trì. Bộ trưởng đã nêu ra một số trường hợp cho thấy công dân Hoa Kỳ và Canada bị cấm xuất cảnh và giam giữ tùy tiện ở Trung Quốc và kêu gọi trả tự do ngay lập tức cho những người bị giam giữ sai trái, theo thông tin được đưa ra. Sau khi tài liệu này được công bố, Bộ trưởng Ngoại giao là Mark Gurnall đã cảm ơn sự hỗ trợ của Hoa Kỳ trong việc giúp trả tự do cho hai người Canada bị giam giữ. Trong khi hai ông Kovic và Spavor đều nhận được các chuyến thăm trực tuyến hai tuần trước từ các quan chức lãnh sự, Bộ trưởng Gurnall nói rằng Trung Quốc không cho phép các công dân Canada bị giam giữ khác có quyền tương tự. Phát biểu trước diễn đàn Dân chủ Ryerson tại Đại học Ryerson vào tuần trước, thì Thủ tướng Justin Trudeau nói rằng có thể vẫn phải mất một thời gian khá dài để giải quyết cái trường hợp của hai người Canada này. Chuyển sang bản tin về không gian. Giá đấu thầu 28 triệu đô la đã giành được chuyến đi tên lửa vào vũ trụ cùng ông Jeff Bezos. Một chỗ ngồi trên tàu vũ trụ với tỷ phú Jeff Bezos đã có giá 28 triệu đô la trong cuộc đấu giá trực tiếp vào thứ Bảy, kết thúc quá trình đấu thầu kéo dài một tháng cho chuyến tham quan trong chuyến đi đầu tiên của Blue Origin vào tháng tới. Trong vòng 4 phút kể từ khi mở phiên đấu giá trực tiếp hôm thứ Bảy, giá thầu đã vượt quá 20 triệu đô la. Cuộc đấu thầu kết thúc 7 phút sau khi cuộc đấu giá bắt đầu. Danh tính của người chiến thắng có lẽ là một người cực kỳ giàu có và hiểu biết về không gian, không được tiết lộ ngay lập tức. Vào ngày 20 tháng 7, tên lửa đẩy New Shepard của công ty Blue Origin sẽ được phóng lên không gian từ phía Tây bang Texas, đánh dấu một thời điểm mang tính bước ngoặt khi các công ty Hoa Kỳ nỗ lực hướng tới một kỷ nguyên mới của du hành vũ trụ, thương mại tư nhân. Người sáng lập Blue Origin và là giám đốc điều hành Amazon.com là ông Jeff Bezos,
người đàn ông giàu có nhất thế giới và cũng là một người đam mê không gian, sẽ trở thành người đầu tiên du hành ngoài bầu khí quyển của trái đất trong số 3 tỷ phú đam mê và đầy tham vọng với không gian là Richard Branson, Elon Musk và bản thân ông Bezos. Để nhìn thấy trái đất từ không gian thay đổi bạn, nó thay đổi mối quan hệ của bạn với hành tinh này, với nhân loại, ông Bezos nói trong một video trước khi cuộc đấu thầu cuối cùng diễn ra, đồng thời nói thêm rằng anh trai Mark của ông sẽ tham gia cùng ông trong chuyến đi này. Blue Origin cho biết sau quá trình đấu thầu kéo dài một tháng với hơn 6.000 người tham gia từ ít nhất 143 quốc gia khác nhau, cuộc đua vào không gian được thúc đẩy bởi sự lạc quan rằng du hành vũ trụ sẽ trở thành xu hướng chủ đạo khi công nghệ non trẻ được chứng minh và chi phí giảm, thúc đẩy những gì UPS ước tính có thể là thị trường du lịch hàng năm trị giá 3 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030. Reuters đã đưa tin vào năm 2018 rằng công ty Blue Origin dự định tính phí hành khách ít nhất là 200.000 đô la Mỹ cho chuyến đi dựa trên một nghiên cứu thị trường và các cân nhắc khác, mặc dù suy nghĩ của hãng có thể đã thay đổi. Rất cảm ơn các bạn đã cùng theo dõi bản tin Canada mới nhất do tạp chí Culture Magazine thực hiện. Kính mời quý vị nhấn đăng ký subscribe và nhớ nhấn nút chuông kế bên để được thông báo các video tin tức tiếp theo. Kênh Culture Channel của chúng tôi có video tin tức cập nhật hàng ngày, cũng như các video về văn hóa, du lịch, ẩm thực, sức khỏe và đời sống được cập nhật liên tục trong tuần. Mời các bạn đón theo dõi và xin hãy giúp Culture Channel chia sẻ video để có thêm nhiều bạn được biết tin tức, cũng như để ủng hộ cho chương trình có thể được tiếp tục. Xin chân thành cảm ơn tất cả các ý kiến đóng góp của các bạn. Xin chúc tất cả các bạn nhiều sức khỏe và luôn bình an. Hoàng Anh xin cảm ơn và kính chào tạm biệt. Chương trình tiêm chủng vaccine COVID-19 tại tỉnh bang Ontario đang được tiến hành để giúp ngăn ngừa sự lây lan của virus, bảo vệ mạng sống. Cho đến khi tất cả chúng ta đều đã được tiêm chủng, hãy nhớ đeo khẩu trang, rửa tay, giữ khoảng cách. Mỗi ngày đang có hàng ngàn người được tiêm chủng, rất nhanh sẽ đến lượt của quý vị rồi đó. Muốn biết thêm chi tiết, quý vị có thể đến trang mạng ontario.ca/Ontario's COVID-19 Vaccination Plan hoặc quý vị gọi số điện thoại 1-888-999-6488. Đường dây có hơn 300 ngôn ngữ để phục vụ quý vị. Một lời nhắn từ chính phủ Ontario.